Xin chào tất cả các em. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 12 ở trang 48 sách giáo khoa hóa học lớp 10 nhé. Đề bài của chúng ta cùng quan sát trong sách này. Cho hai dãy chất sau: Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O5, CH4, NH3, H2O, HF. Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxy và với hydro. Cô đã viết đề bài ra đây rồi. Và chúng ta sẽ xác định luôn hóa trị của các nguyên tố nhé. Đầu tiên là Li2O, oxy có hóa trị 2. Vậy ở đây liti của chúng ta sẽ có hóa trị 1, đúng không nào? BeO, oxy hóa trị 2, vậy Be hóa trị 2. B2O3, vậy thì bo sẽ có hóa trị 3. Đó. Tiếp tục CO2 thì C hóa trị 4. Và N2O5 thì N có hóa trị 5. Được chưa? Xong CH4, H hóa trị 1, vậy ở đây C hóa trị 4. Trong NH3, ở đây nitơ hóa trị 3. Trong H2O thì oxy hóa trị 2, đúng không nào? H hóa trị 1 rồi. Trong HF thì H đóng vai trò là hóa trị 1. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là hóa trị cao nhất với oxy. Hóa trị cao nhất với oxy nó tăng dần từ 1 đến 5, đúng không? Tăng dần từ 1 đến 5. Đó. Và hóa trị với hydro, hóa trị với hydro thì nó giảm dần từ 4 đến 1. Và nếu như bạn nào khéo léo quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng khi xét cùng một nguyên tố, ví dụ như cùng một nguyên tố carbon hay cùng nguyên tố nitơ, thì chúng ta sẽ thấy rằng hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxy, hóa trị cao nhất của nguyên tố đó trong hợp chất với oxy cộng với hóa trị của nguyên tố đó trong hợp chất với hydro thì bằng 8. Ví dụ carbon nhé, thì ở đây trong hợp chất trong oxy cao nhất của nó là 4 cộng với trong hợp chất với hydro là 4, 4 cộng 4 là 8, đúng không? Thế còn ví dụ nitơ, trong hợp chất cao nhất với oxy hóa trị của nó là 5, còn trong hợp chất với hydro hóa trị nó là 3, thì 5 cộng 3 là 8. Đó là một cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta sẽ ứng dụng để giải quyết rất nhiều các bài tập trong bài kiểm tra hoặc trong bài thi các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.